Ngày 23 tháng 3, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Trợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện miễn phí thuốc giải độc botulinum cho 3 trường hợp bị ngộ độc nặng tại tỉnh Quảng Nam sau khi ăn cá chép muối ủ chua. Hiện nay cả nước chỉ còn hai loại thuốc hiếm này. Trước đó, sau khi hội trần trực tuyến với đồng nghiệp tại Quảng Nam về tình trạng bệnh của các trường hợp nhập viện, các chuyên gia của bệnh viện Trợ Giấy đã nhận định nguy cơ các nạn nhân ngộ độc botulinum. Do đó, lãnh đạo bệnh viện lập tức đồng ý với đề xuất mang năm loại thuốc giải độc BAT ra ứng cứu. Ngày 18 tháng 3, trong 3 bệnh nhân bị ngộ độc nặng được truyền thuốc giải độc, đến nay đã có 2 bệnh nhân rất nặng được rút khí quản. Còn một trường hợp khác tiến triển tốt. Còn hai loại thuốc BAT, bệnh viện sẽ mang về để tiếp tục lưu kho, điều trị những trường hợp khác. Đây là 5 loại thuốc giải độc còn lại sau đợt ngộ độc BAT chay hồi năm 2021, có giá trên 8.000 đô la Mỹ. Hai loại BAT chưa sử dụng là những liều giải độc botulinum cuối cùng của cả nước. Theo bác sĩ Thức, ba ca nặng được cứu sống là một niềm vui không chỉ riêng của người bệnh và gia đình mà còn là niềm hạnh phúc rất lớn của các y bác sĩ. Những nạn nhân bị ngộ độc đều là đồng bào dân tộc, cuộc sống vất vả, không có tiền để chi trả cho chi phí thuốc đắt đỏ này. Bệnh viện trợ giấy đã miễn phí hoàn toàn cho người bệnh. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trí Thức cho biết, các loại thuốc hiếm là do ít bệnh nhân phải sử dụng, có giá rất đắt, nếu lưu trữ lâu mà không dùng sẽ hết hạn phải tiêu hủy. Tình huống này dễ bị quy về việc lãng phí do đó bệnh viện đề xuất cần có quy chế rõ ràng về việc lưu trữ thuốc hiếm cấp quốc gia theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn tri thức bệnh viện trợ giấy cũng đề xuất bộ y tế nên có một sự lưu trữ thuốc hiếm ở tầm quốc gia ví dụ những loại thuốc như thuốc trị độc rắn cắn ngộ độc khi cần là có để nhanh chóng điều chuyển liền ở bất kỳ địa phương nào tình huống bệnh nhân ngộ độc ở quảng nam là mang tính cá biệt của bệnh viện trợ giấy thôi may là bệnh viện còn thuốc nếu không còn thì mua cũng không kịp